sao thủy diệu và những điều cần biết khi gặp sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu là một trong hệ thống cửu diệu niên hạn của con người. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân tích xem sao thủy diệu là gì, tốt hay xấu và cách giải hạn ra sao. Sao thủy diệu là gì? Sao thủy diệu là một cát tinh, còn gọi là phước lộc tinh. Sao này thuộc hành thủy. Cách xác định sao căn cứ vào tuổi âm lịch và giới tính. Sao hạn này được xác định như sau. Về nam mạng ở vào các độ tuổi 12 tuổi, 21 tuổi, 30 tuổi, 39 tuổi, 48 tuổi, 57 tuổi, 66 tuổi, 75 tuổi, 84 tuổi và 93 tuổi là gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Về nữ mạng ở vào các độ tuổi 9 tuổi, 18 tuổi, 27 tuổi, 36 tuổi, 45 tuổi, 54 tuổi, 63 tuổi, 72 tuổi, 81 tuổi, 90 tuổi và 99 tuổi là gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu kỵ màu gì? Sao thủy diệu là một cát tinh thuộc hành thủy, thế nên màu sắc phong thủy thì sao này sẽ hợp với những màu thuộc hành kim tương sinh và thủy tương hỗ. Đồng thời, sao thủy diệu kỵ các màu thuộc hành thổ tương khắc và mộc sinh xuất. Tóm lại, sao thủy diệu kỵ các màu vàng đất, nâu thuộc thổ và xanh lá cây thuộc mộc, và hợp với các màu trắng, vàng, ánh kim, bạc thuộc kim và xanh da trời, đen thuộc thủy. Sao thủy diệu tốt hay xấu? Sao thủy diệu là một cát tinh chủ về phúc lộc, nên gặp năm có sao này chiếu thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và sự nghiệp. Đối với công danh, khi gặp sao này, nhiều người thường thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả. Xét về tiền bạc, tài sản thì đương số sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo. Nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ. Sao này với đặc điểm là sao thuộc hành thủy nên rất thuận lợi với những người thuộc mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim. Vì tính chất tương sinh của sao và ngũ hành bản mệnh, những người thuộc mệnh hỏa, mệnh thổ thì may mắn sẽ bị chiết giảm, gặp một vài trở ngại nho nhỏ nhưng mọi việc cũng đều tháo gỡ giải quyết được gọn nhẹ. Cách cúng sao thủy diệu để vận dụng triệt để vượng khí và tránh những hao tốn rủi ro phát sinh về sau, người ta nên cẩn trọng, khiêm nhường. Ngoài ra, để tăng cường may mắn, tạo nên tâm lý tự tin, lạc quan trong cuộc sống, nhiều người làm lễ minh đoán sao tốt. Việc cúng sao giải hạn sao thủy diệu gồm chuẩn bị một bài vị màu đen, chuẩn bị 7 ngọn nến bài trí theo hình đồ của sao thủy diệu, chuẩn bị hoa quả, bánh trái, rượu nước, xôi chè, phẩm hoàn, vàng mã tùy theo hoàn cảnh, chuẩn bị bài văn khấn nên mời thầy pháp về làm lễ cho chú đáo và cẩn thận. Cách cúng sao giải hạn sao thủy diệu: đặt hướng án ở vị trí chính bắc, bài trí những ngọn nến theo hình đồ của sao thủy diệu, nên lễ vào các ngày 21 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 21 tháng 1 âm lịch. Ngày này chính là ngày thủy diệu tinh quân giáng hạ. Sau khi khấn xong, lạy 7 lạy. Tính chất sao thủy diệu: thủy tinh, phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi, đàm tiếu.